xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam các bạn, người ta hay nhắc tới câu yêu là cưới như một lời ước hẹn lứa đôi, như thể nên vợ nên chồng là cái kết tất yếu của tình yêu. Tuy nhiên, cũng có người bi quan lại cho rằng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu. Vậy rốt cuộc tình yêu và hôn nhân là cùng phe hay là đối địch? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chút dư vị ái tình qua hai chuyện ngắn của cây bút trẻ Vũ Thị Huyền Trang. Trước hết, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt. Mời quý vị và các bạn nghe chuyện Cưới nhau vào mùa xuân. Thoa đếm tuổi mình bằng những mùa gánh hoa chợ Tết. Từ lúc 7 tuổi đã lẽo đẽo theo gánh hoa của mẹ, đi hết chợ gần chợ xa, từ làng này qua làng khác. Trên vai mẹ là đôi quang cánh chất đầy những giò cúc vạn thọ vàng tươi. Hoa đặt dưới thúng, hoa treo trên đòn cánh rung rinh theo từng bước chân của mẹ. Rồi mẹ già đi, quang cánh trên vai mẹ chuyển dần sang đôi vai thiếu nữ. Thoa đã mang cả thanh xuân của mình, rong ruổi cùng những cánh hoa. Dẫu bây giờ người ta chở hoa bằng ô tô xe máy, bán tập trung ở những ngã tư đường ở chợ lớn thì vẫn có người chờ đợi một cánh hoa rong đi qua ngõ để vẫy tay níu lại. Ngả nón chào nhau xăm ba câu chuyện. Thường thì ai cũng hỏi, mẹ dạo này thế nào, chắc chồng vẫn còn đẹp lắm. Thoa nhoẻn cười bảo, mẹ già rồi còn đẹp được với ai? Mẹ giờ sống lặng lẽ chăm sóc mấy ruộng hoa nửa đêm có khi nghĩ về những câu chuyện từng cót nhặt trong cuộc đời rong rủi, mẹ ngồi cười một mình nhìn mẹ thoa thường thấy hình ảnh của mình những năm tháng về sau nhưng kha bảo giống sao được mà giống em còn có anh mà tuổi xế chiều của em sẽ có thêm một người đàn ông bên cạnh giúp em nhổ tóc ngứa sâu kim đan lại hàng rào cuối năm tát giếng thoa cười bẽn lẽn nhấc cánh hoa lên vai thong thả bước đi đẹp như mẹ em sao lại chịu sống cảnh chăn đơn cối chiếc nhưng mẹ không cảm thấy cô đơn mẹ sống bằng ký ức về bố thì là đủ bố em đúng là người đàn ông may mắn cả đời vẫn được giữ ấm trong trái tim một người phụ nữ ngay cả khi đã bỏ họ mà đi thực ra việc mẹ còn giữ tình yêu ấy hay không đâu có quan trọng gì với bố bố đã có một mái ấm gia đình bố nuôi dưỡng một tình yêu khác chuyện của chúng mình kha mới nói đến đó thì trời lất phất mưa xuân nhớ ra chăn chiếu mùng màn còn phơi ở hàng rào thoa vội vã chạy về măng phơi đã sắp khô những bắp ngô để dành đuôi gà cũng đang chờ được nắng để tẽ hạt cất đi cứ mỗi lần kha định nói chuyện trăm năm thì thoa lại vụt biến mất vì nồi cá kho tiêu đun trên bếp có khi đã cạn vì đã dọn mâm mà quên chưa đậy lồng bàn, sợ con mèo nhà hàng xóm sang ăn vụ. Kha đã chờ Thoa hết mùa xuân này đến mùa xuân khác từ khi Thoa mới 18 tuổi. Mỗi khi thấy Thoa đi qua ngõ, Kha đều lén ngắm mái tóc đen dài chạm vào những cánh hoa vàng rực. Năm nay, Thoa đã 27 tuổi, tóc đã cắt ba lần ngắn đến ngang vai. Sớm mùa xuân vẫn thong thả gánh hoa qua ngõ, ai hỏi chuyện chồng con chỉ bẽn lẽn cười trừ mẹ già ngồi ngoài thềm giếng cọ sạch bó lá rong vừa cắt ngoài vườn bỗng ngẩng lên nhìn đăm đắm vào khoảng sân trước nhà thoa biết là mẹ đang nhìn lại bức tranh ký ức về mùa tết năm xưa khi trong nhà còn có bóng dáng đàn ông thoa định nói với mẹ sự hoài nghi về hạnh phúc cứ nhen nhóm trong ý nghĩ của mình biết đâu đến một ngày nào đó kha cũng sẽ bỏ đi như bố đã từng thoa không chắc mình sẽ đủ can đảm chỉ nghĩ về những ký ức tốt đẹp để sống ấy là thoa nói thế chưa nhìn vào mắt người con gái mình yêu Kha đọc được những lời khao khát nhiều hôm gánh hoa đi qua cổng nhà người ta thoa bỗng dừng lại ngó cành xung vầy xa lạ người đàn ông vừa cõng con trên lưng vừa lúi húi vặn lại mấy con ốc trên chiếc xe đạp mini người vợ đi qua cầu nhau. chiều con quá sinh hư chị vừa rửa rổ rau xanh dưới vòi nước vừa ngoảnh lại hỏi chồng anh có thích cho thêm chút tỏi và nước chấm người chồng không ngoảnh lại buông mấy lời trầm ấm tỏi tốt cho sức khỏe mà em chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng thoa mềm nhũn đâu có gì to tát cũng đâu cần phải nói với nhau những lời đường mật hạnh phúc chính là những dung dị đời thường thoai gặp những người đàn ông yêu vợ có khi thấy họ đang nheo mắt sâu kim hộ vợ có khi thấy họ xin hoa bưởi về cho vợ gội đầu nên mới có nhiều người đàn ông từng vẫy hoa lại để mua hoa tặng vợ thiên hạ trêu mua hoa hay là để ngắm người bán hoa không ngẩng lên nhìn hoa người đàn ông trả lời thiên hạ mà như nói với chính mình vợ tôi có cái tính khác người phải đặt vài cánh hoa cúc vàng dưới gối thì ngủ giấc sâu không bị giật mình. Thoa khen tị với những người đàn bà xa lạ. Kha đứng chờ sẵn ở cổng để níu lại hỏi chuyện trăm năm. Người đâu kỳ, chuyện hệ trọng cả đời mà cứ gặp ngang đường dọc chợ. Kha gãi đầu ngượng ngùng. Thì sang nhà em toàn tránh mặt anh tại mấy luống hoa đang cần úm lại để nở vào đúng dịp Tết. Tại lái buôn đặt mua lá xong nên cần cắt gấp. Tại kha sang đúng ngày nắng ấm nên người ta còn bận mang chăn chiếu ra giếng giặt. Bao nhiêu là việc cần làm, chứ đâu nào dám tránh mặt nhau. Kha đỡ gánh hoa trên vai Thoa, đặt xuống cổng nhà, chỉ tay vào bếp và bảo. Cứ đặt cánh hoa xuống đây đã và nếm thử bánh trưng mẹ vừa mới vớt sao năm nay nấu bánh sớm vậy anh thì mẹ gói sớm tiện mấy hôm nữa nhà có cỗ ủa cỗ gì vậy anh anh đâu biết kha cười mẹ kha ngồi bên cạnh mẹt bánh vẫn còn bốc hơi nghi ngút nhìn thấy thoa bà cười bảo thoa đấy à con vào xem bánh bác nấu có vừa không năm nay nhân nhiều thịt hơn gạo nếp cũng ngon hơn bác phải lựa từng tờ lá rong đẹp nhất vườn đấy cháu nghe anh kha nói mấy hôm nữa nhà mình có việc thì việc của hai đứa chứ sao tính để cho hai bà già chờ đợi mòn mỏi đến bao giờ nữa các con thương nhau đã lâu rồi cũng đến lúc tính chuyện trăm năm ngày xưa bác với bố thằng kha cưới nhau cũng vào mùa xuân đấy gọi là cưới thôi chứ một chiếc áo lành lặn trong ngày vui cũng không có vậy mà sống với nhau chọn tình chọn nghĩa tiếc là Ông ấy đi sớm quá. Kha nắm lấy tay thoa thủ thị. Mẹ nói mai sẽ mang trầu cao sang thưa chuyện. Coi như là dạp ngõ. Rồi chúng mình làm đám hỏi trước Tết. Già riêng mình cưới nhau. Nhưng mà mẹ chỉ có mình em. Chúng mình lấy nhau. Nhà thêm con thêm cháu. Sẽ càng thêm vui chứ em. Bố anh mất sớm. Mẹ cũng chỉ có mình anh. Giờ chúng mình đương tựa vào nhau. Chăm sóc hai mẹ lúc về già. Tay Kha ấm quá thoa cứ muốn để những ngón tay ngoan được bao bọc bởi hơi ấm ấy nhưng chợt nhớ ra gánh hoa vẫn chưa bán hết những bông cúc vạn thọ vàng rực rỡ đang đợi một bàn tay ai đó nâng điêu. kha nhìn theo bóng người thương gánh cả mùa xuân đi trên con đường làng nhìn cho đến khi chỉ còn lại đốm xuân vàng thấp thoáng lẫn trong màu xanh non mơn mờn của cánh đồng lúa hai bên đường thì mẹ ở trong nhà gọi với ra Kha à. sang vườn cô Sáu chọn buồng cao và những lá trầu đẹp nhất đi con. Tiếp theo chương trình, phát thanh viên Sơn Tùng gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn vùng xanh. tâm thức dậy cảm nhận rất rõ luồng gió trong veo mỏng mảnh luôn qua khe cửa chưa đóng kỹ căn nhà yên tĩnh quá tưởng như có thể nghe thấy tiếng của từng chân tóc vừa mới rơi khỏi da đầu mùa này tóc xâm dụng nhiều đến mức gây ám ảnh vương vãi trên chăn gối nền nhà từ phòng ngủ ra đến bếp chú khiến sâm phải vướng bận suy nghĩ khi ngó đâu cũng thấy sự chia lìa mới tháng trước Sâm còn tính chờ gửi con đi học, chị sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, sẽ đi làm tóc, thêu lông mày, tập yoga, đăng ký thêm khóa học vẽ gần nhà. Nhưng cuối cùng chẳng có dự định nào suôn sẻ. Bé sóc về chơi với ông bà ngoại và mắc kẹt ở quê. Chồng Sâm đi công tác Sài Gòn cũng chưa biết ngày nào mới có thể về nhà. Chỉ còn mình Sâm ở đây trong ngôi nhà từng ồn ào tiếng vợ chồng cự cãi, tiếng con nghịch ngợm, tiếng lầu nhờ quát mắng lẫn nhau. Sâm rơi vào trạng thái bình thường mới. Rảnh rỗi, không có việc gì làm, chị nhận ra nhàn hạ chẳng có gì thú vị như mình vẫn ước ao. Sâm nằm im, nằm im, chợt nhận ra thành phố không thiếu tiếng chim, dù hình như Sâm chưa bao giờ nhìn thấy chúng xuất hiện trong tầm mắt của mình. Chúng lẫn đâu đó trong những khối bê tông, trong ồn ả mưu sinh và khói bụi tự nhiên sâm thèm nhìn thấy chúng nên mở cửa nén rắc chút gà ở ban công nhưng lũ chim không đến những ngày này sâm không dám bật tivi càng hạn chế lướt facebook đọc tin tức hàng ngày bách đang trong vùng đỏ của sài gòn nơi con người ta ước gì có thể nín thở được để mà sống tiếp sâm ngồi từ ban công nhìn xuống khu trọ phía dưới chị bắt gặp cảnh tượng người đàn ông ngồi nhổ tóc sâu cho vợ chị vợ vẫn còn trẻ chắc cũng tầm tuổi sâm chứ mấy những người trẻ bây giờ tóc hay bạc sớm. Bách cũng vậy, tóc bạc như ông cụ 60. Thỉnh thoảng Bách về nhà ăn cơm trưa, gối đầu lên chân vợ nhờ nhổ tóc. Sâm hay cầu nhau vì còn bận việc này việc kia mà chỉ tranh thủ được lúc con ngủ trưa để làm. Sâm bảo, giá anh là đại gia, thuê em nhổ một sợi tóc bạc 50.000, có phải vui không? Bách cười, chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Bách mới ra trường, lương công chức ba cọc ba đồng, cứ nhận xong là đưa sâm hết. Để không phải chui rúc trong một căn nhà thuê nào đó, hai vợ chồng đã phải vắt sức mình làm thêm đủ thứ việc. Đến khi mọi thứ ổn định hơn, ngoảnh lại thấy đời sống hôn nhân đã quá dẻo dã. Hàng đêm, qua điện lờ mờ trong phòng ngủ, chẳng hiểu sao mắt sâm chỉ dán vào gáy của chồng, được phủ đầy tóc bạc. Mà sau những ngày này, mọi ý nghĩ của chị đều quẩn quanh về tóc. Mà muốn không nghĩ, cũng chẳng được khi chỉ cần vuốt nhẹ là tóc rụng đầy trên các kẽ tay. Trong bát canh vẫn còn nóng hổi, đôi đũa vớt lên đã thấy ngay sợi tóc lẫn vào trong đó. Sáng nào quét nhà, Sâm cũng vo lại được cả nắm tóc to. Sự ra đi của những sợi tóc chỉ có tiếng thở dài đưa tiễn. Ngay cả trong giấc mơ của mình, Sâm cũng thấy đầu mình chọc lóc, hở cả những đường gân xanh sao yếu ớt. Sâm tự hỏi, có lẽ nào những sợi tóc biết được ý định phản bội của chúng mình? khi hơn ba mươi năm qua sâm chưa từng sử dụng bất cứ loại hóa chất nào lên tóc chị trung thành với mái tóc đen láy mà cha mẹ sinh ra lúc bé chị hay gội bổ kết pha hoa bưởi cây bổ kết với từng chùm gai tua tủa cũng không ngăn được bàn tay của bố phải tay bố đầy vết gai cào vết chai sạn vì cầm cuốc vỡ rừng móc cua hang đá vôi vữa phụ hồ nhưng tay bố luôn thơm mùi hoa bưởi cũng bởi vì biết nâng niu mái tóc vợ con mình sâm mất mẹ khi chưa trưởng thành chị lớn lên trong tình yêu thương vỗ về của bố nên trong trái tim chị bố là cả bầu trời ngay cả bố khi không còn trên đời nữa thì chị vẫn nương theo bóng bố mỗi ngày có phải thế mà chị đã đòi hỏi quá nhiều ở bách không em nhìn xung quanh đi thấy anh kém chồng người ta điều gì mà em cứ hằn gắt mãi bách từng chua chát hỏi thế lúc sâm vùng vàng hất tay chồng khỏi eo mình thật ra bách chẳng có thói hư tật xấu gì không rượu chè cờ bạc không gái gú cũng chẳng ham hố gì những cuộc vui bẻ bạn chỉ là bách không cho sâm được cảm giác mình là người đàn bà quan trọng bách chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ mình sâm thường bất chợt nhận ra điều gì đó từ thói quen hàng ngày của hai người hay nằm quay lưng lại với nhau nếu vào bếp bách chỉ nấu những món mà mình thích cái hàng rào màu xám sơn cửa màu nâu mới tinh tươm còn hăng hắc mùi sơn cũng cứa vào tim sâm một vết sâm đã nói nhiều lần về ước mơ có ngôi nhà với hàng rào và cổng màu trắng tinh tươm để trồng bụi tầm xuân nở từng chùm hoa trên hàng rào đó lúc về già sẽ ngồi trước sân nhà đọc sách uống trà chờ các con trở về sau một ngày làm việc vì ước mơ đẹp đẽ đó sâm vừa chăm con vừa làm việc cật lực mới có tiền xây dựng sửa sang nhưng từng chi tiết trong căn nhà này không có gì vừa ý của sâm không có góc nào dành cho ước mơ nhỏ nhoi nhưng chính đáng của người đàn bà bé nhỏ mà không có cây hoa nào nếu sâm không tự mua về nhà chỉ toàn là gỗ lũa lục bình có nhiều khi sâm thấy căn nhà trở nên xa lạ bởi trên tivi là chương trình giải trí mà bách thích cánh cửa ban công sâm cứ mở ra để hít gió trời và ngắm mấy bông hoa mới nở là bách lại đóng vào ôn và mũi có khi bận quá vài ngày mới ra thăm hoa thì lại thấy mất đi một chậu. Bách nói tỉnh bơ. Anh quẳng nó đi rồi. Em để rậm dịt nhiều mũi lắm. Có khi Bách tự tiện thêm một chậu hoa nào đó bằng chậu ngày cứu, xả, chanh, gừng. Vừa đuổi mũi lại tiện khi nấu nướng. Nấu thịt bò có gừng, gà, giang có xả, gà luộc có chanh, còn ngày cứu mang rán trứng, ăn đỡ bệnh đau đầu. Em thấy anh tính thế kinh tế chưa? sâm cười buồn ước gì nhà không quá chật sau này sâm không nói nữa cũng ít cười dần việc gì cũng chọn cách lặng im chị thôi không kể với chồng về những ước mơ nhỏ nhoi thôi thủ thì chuyện cửa nhà chợ búa sáng thấy bách ra khỏi nhà sớm hơn là chị thấy nhẹ nhõm trong lòng có dạo buổi tối bách thường về muộn vì làm thêm bên ngoài chị để phần sẵn cơm dọn dẹp cửa nhà rồi ôm con lên giường ngủ sớm vì không có gì để nói với chồng nên chị thường tìm cớ tránh mặt. Mỗi lần bách chạm vào người, chị đều rụt lại, nói gì đến việc đầu ấp tay gối. Vui vẻ, xem chung một bộ phim, nghe chung một bản nhạc như ước hẹn ban đầu. Tình yêu của chị dành cho chồng như ấm trà đã nhạt, như bếp lửa đã tàn, như nắng trưa đã phai ra bảng bạc. Sâm không chắc đã hết yêu bách hay chưa, cũng không hiểu có phải mình đang bị trầm cảm trong giai đoạn nuôi con nhỏ hay không. Sâm muốn làm gì đó để cửa nhà có thể ấm cúng hơn, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sâm có phải là người cố chấp khi tính bế con ra cổng, đón chồng về thì đập vào mắt mình là hàng rào màu xám. Khi tính nếu một bữa cơm ngon chờ chồng về thì chợt nhớ lại những ngày đau ốm ôm con nằm trên giường, bếp chưa từng vì mình mà ấm. Chị đang mải loay hoay trong mớ cảm xúc của mình, thì Bách bất ngờ được cử đi công tác Sài Gòn hoặc là bách cố tình xin đi vì cảm thấy ngột ngạt quá, không chịu nổi. Trước lúc đi, bách nói, chừng nửa tháng anh về. Đâu ngờ chưa đầy nửa tháng sau Sài Gòn thành tâm dịch. Bách mắc kẹt lại đó, chưa biết ngày nào mới được về. Sâm nhớ ra mình chẳng kịp chuẩn bị gì cho chuyến công tác của chồng. Lẽ ra trong vali nên sẵn vài loại thuốc thông dụng để đêm hôm có đau bụng hay ốm sốt còn có mà dùng. Như ngày xưa, mỗi lúc sâm đi xa bố vẫn hay nhét vào ba lô lọ peperin thuốc giảm đau hạ sốt hộp xê sủi và túi lớn túi nhỏ thuốc cảm cúm chia sẵn từng ngày những lần ốm mở túi thuốc ra là thấy nét chữ của bố dặn dò là đỡ thấy tủi thân sâm lớn lên trong sự quan tâm chu toàn nhưng lại chẳng học được những điều tốt đẹp từ bố là bao trái tim bố ấm áp bao dung cả đời chưa từng nhìn vào khiếm khuyết sai lầm của ai mà sống Mẹ mất sớm, bố chưa từng than thở lời nào, chỉ lặng lẽ vào ra trong ngôi nhà đầy áp kỷ niệm. Gia đình hai bên nội ngoại vì thương mà dục bố đi bước nữa. Nhưng bố từng nói với Sâm, vì có được tình yêu của mẹ mà cả đời này bố không khi nào thấy cô đơn. Con sang quê ngoại, lần nào các dì các cậu cũng bảo mẹ may mắn vì yêu được bố. Trong mắt của người thân mẹ tốt tính nhưng đầy thiếu sót, thế mà bố chẳng bao giờ nặng nhẹ với mẹ nửa lời con ước gì sau này cũng lấy được người chồng thương con như bố thương mẹ vậy bố cũng đầy thiếu sót mẹ con là người hiểu rõ hơn ai hết con biết vì sao bố suốt ngoài quanh quẩn ngoài vườn không vì bố thích ngắm cây cây lớn che cây nhỏ tầng tầng lớp lớp mẹ và bố cũng vậy đều bao dung nương tựa lẫn nhau sâm hình dung lại cảnh chồng mình lầm lũi xếp đồ lùi thủi sách vali ra khỏi nhà mà thấy ân hận quá. Dạo này đứa bạn thân hay nhắn tin vào lúc nửa đêm, không tám chuyện tếu táo bổ bịch như xưa, mà lần nào bạn cũng nói những câu dễ khiến người ta thấy nhói lòng. Bạn bảo, mấy hôm nay phải dạy cho đứa con trai nhỏ, biết cách nấu vài món đơn giản, dạy con gái lớn việc quán xuyến nhà cửa, tiết kiệm chi tiêu. Những việc mà trước kia tớ luôn nghĩ vội gì, giờ thì không biết ngày mai sẽ ra sao, nên phải tính xa hơn những gì mình từng nghĩ có những ngày nhìn đâu cũng thấy buồn đau bạn gọi bảo nhớ thu hà nội quá năm sau nhất định ra hà nội đi dạo phố cổ ngồi xổm trên vỉa hè lựa quà vặt bên những gánh hàng rong thả vào miệng mình một nhúm cốm tươi thấy được cả mùa thu trong đó ừm um, nếu mình còn sống sâm nghe tiếng bạn cười giòn tan trong điện thoại mà thương lòng lúc nào cũng nóng như lửa đốt khi nghĩ bách chỉ có một mình trong đó không biết phải xoay sở thế nào. Trên Facebook, mọi người than thở chuyện công ty, cửa hàng đóng cửa, chuyện giãn cách xã hội không thể đi lại được, chuyện thiếu lương thực, thuốc men mà không dám thò mặt ra ngoài mua bán. Vậy mà gọi điện lần nào Bách cũng bảo, anh ổn mà, em đừng lo. Ngày nào cũng thấy vài cái avatar trên Facebook để ảnh đen, tức là có vài người thân của bạn bè đã ra đi vì Covid. Có người con xa nhà, cha mẹ mất, còn không thể thắp được một nén hương. Có người mẹ mất con, tay run run, ôm hũ cho cốt vào lòng, khóc không thành tiếng. Có người vợ mất chồng, khi tuổi còn quá trẻ, bao nhiêu điều hẹn trước còn chưa thể thực hiện cùng nhau. Nửa đêm, đọc bản tin y tế cập nhật số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng, sâm bỗng nhiên bật khóc chị chưa từng nghĩ đến một ngày chỉ cần được đứng trước mặt nhau dù thuận hòa hay giận dỗi cũng là điều may mắn đã lâu lắm rồi cả nhà chị chưa cùng ngồi ăn chung một bữa cơm lâu lắm rồi con gái chị chưa được xà vào vòng tay của bố bách vắng nhà ba tháng sâm lôi đám gỗ lũa lục bình ra lau bụi bặm chị đoán bách đã từng rất cô đơn nên có thể ngồi hàng giờ bên những vật vô tri vô giác bách hiểu từ ngõ ngách trong căn nhà này hơn chị còn sâm đến cả những sợi tóc trên đầu mình cũng không hiểu nổi bách bảo mùa măng năm nào tóc em cũng dụng nhiều như vậy người ta gọi tháng 10 là mùa rụng tóc em quên à sao em chẳng nhớ gì nhỉ em hoang mang như thể tóc chưa từng dụng thế bao giờ có lẽ em đã nhớ những điều không nên nhớ em đã quên những điều chẳng đáng để phải quên anh nhớ lúc chúng mình mới yêu nhau, ừ, năm ấy tụi mình 29 tuổi, em dẫn anh về thăm nhà, lúc ấy bố bị ung thư giai đoạn cuối, tóc bố rụng nhiều lắm, hói hết cả đầu, nhưng bố không buồn phiền. Em còn nhớ bố nói gì không? Bố bảo, tóc cũng giống như những ý nghĩ trong đầu, những ý nghĩ mệt mỏi ra nuôi thì phải rơi rụng đi cho đầu óc nhẹ nhõm, cho cái mới được sinh sôi. Qua mùa này, tóc sẽ mọc lại thôi em đừng lo thời gian này em cũng đừng ăn kiêng hà khắc tóc thiếu chất lại càng rụng nhiều hơn sâm thường ngồi ở sân nhà nhìn nắng thu hắt qua tán lá gấc bên hàng rào lấp lánh sâm nhớ đến những ngày bách và con gái ngồi giữa sân sửa đống đồ chơi cũ tiếng cười con lanh lảnh vang lên khi thấy tiếng xe cứu thương đã chạy được con rùa đã được lên dây cót em búp bê đã lắp lại đủ hết tay chân giá mà bây giờ cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mắt thì hạnh phúc biết bao sâm sẽ thôi cầu nhàu sao nhà đóng cửa hoài mà vẫn lắm bụi sao chỗ nào bố con anh cũng có thể bày bừa sao chiếc áo trắng nào của anh cũng dính cà phê sâm sẽ im lặng ngắm nhìn họ hoặc vui vẻ vào bếp nấu nướng thơm lừng sâm thèm nghe thấy tiếng con ngọng nghịu nũng nịu qua điện thoại nhưng con trẻ thường mải chơi, có khi đang nói chuyện với mẹ, liền chạy đuổi theo chú mèo mãi thiết ngoài sân. Bỏ sâm lại, với tiếng tivi, tiếng chó gà kêu inh ỏi vọng vào từ khu vườn quê quen thuộc. Chắc biết sâm buồn, nên Bách Thưởng hay nhắn gọi. Có sáng anh đánh thức chị sớm, rủ dê. Hay là mai, hai đứa mình cùng tập thể dục đi. Em chạy, dạy anh các bài tập yoga, cho lá phổi khỏe phổi anh cần phải khỏe đánh bật cô Vi để còn về với mẹ con em. Sâm đặt chiếc điện thoại trước mặt, trải thảm tập mà thấy lòng dưng dưng xúc động. Lúc kế bên có nhiều ngày chỉ muốn tránh mặt nhau, đến lúc xa lại muốn được cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm những công việc hàng ngày. Tiếng sâm trầm và ấm, hít vào, giữ hơi lại khoảng 5-6 giây, thở ra nhẹ nhàng. Anh nhớ hóp chặt bụng khi thở ra, bách cười trước giờ anh cứ tưởng hít vào thở ra là cái thứ đơn giản nhất ai ngờ đến hít thở cũng cần phải tập sâm không ra khỏi nhà vào những ngày giãn cách xã hội cũng may nhà có gừng xả tía tô đun nước uống mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng những lúc ấy thầm cảm ơn bách với những chậu cây anh chăm tưới có vài thứ từng vướng víu tầm mắt lại trở nên hữu ích vô cùng lúc đang nấu cơm thì chuông điện thoại reo bách bảo anh vừa gọi cho con con ngoan lắm mà em đang nấu cơm đấy à anh nghe thấy tiếng cơm sôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm quá mấy quả chanh ngoài ban công đã mọng nước lắm rồi anh về là có chanh vắt canh rau muống ăn với cả muối đấy anh nhớ nhà quá nhiều đêm nhắm mắt lại nằm mường tượng ra mọi ngóc ngách trong nhà hà nội đầu thu không khí chắc là thích lắm cái bàn trước cửa nhà mình lá đã vàng chưa sâm tắt bếp mở cửa sổ nhìn ra ngoài làm sao để gửi thu hà nội cho anh cái xe xe lạnh đầu mùa chút sao động của lòng người thiếu phụ bách bảo nơi anh ở vẫn là vùng đỏ nhưng những ngày này anh chỉ nghĩ về vùng xanh trong ký ức của mình nơi có em và con đây rõ ràng là bách Của những ngày mới yêu Ấm áp và dịu dàng Sân cười Nước mắt bỗng ứa ra Giảm rủa Quý vị và các bạn thân mến, là một cây bút chuyên viết về đề tài người phụ nữ, tác giả Vũ Thị Huyền Trang thường đi sâu khai thác đời sống nội tâm nhân vật với nhiều cung bậc phức tạp rối ren. Chuyện của chị thường có nét u buồn, buồn thương thân, buồn thiệt phận, buồn vì kiếp đàn bà, chót sinh ra thế biết là tại đâu. Chính vì vậy, với những ai đã quen biết Vũ Thị Huyền Trang qua trang viết, Cưới nhau vào mùa xuân và vùng xanh là những tác phẩm hiếm hoi của chị có màu sắc tươi sáng về cái kết có hậu. Trong đó, vùng xanh gây ấn tượng với biên tập viên hơn cả. Nhân vật chính tên Sâm cũng là người yêu rồi cưới, nhưng điều đó cũng không phải là tấm vé đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Có những điều, khi yêu đương người ta không nhận ra sự sâu lệch, nhưng hôn nhân lại như một chiếc kính hiển vi, soi rõ và thậm chí khuếch đại khuyết điểm của từng người. Giống như một câu nói vui, tình yêu là đi từ lúc chứa chan đến lúc chán trưa. Hôn nhân khiến người ta ngỡ ngàng với cảnh đồng sàng dị mộng, nhìn mãi ngắm mãi mà không thấy nét nào của người đã từng làm mình đắm say. Sâm cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, cô may mắn hơn khi trong khoảng thời gian xa chồng vì dịch bệnh Covid-19, cô mới chợt nhận ra chính mình cũng có lúc vô tâm ích kỷ trong gia đình này. Khép lại bằng một cái kết có hậu, vùng xanh hẳn sẽ khiến nhiều người thấy ấm áp. Tác phẩm cũng nhắc nhở một cách nhẹ nhàng về sự sẻ chia trong đời sống vợ chồng. Điều mà nếu thiếu đi, ta chỉ còn là những người lạ chung nhà mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, từ xa xưa cho đến nay thì tình yêu đôi lứa luôn là đề tài quen thuộc của thơ ca nhạc họa biết bao sắc thái tình cảm hỷ nộ ái ố trong tình yêu mang đến cảm xúc trong trái tim con người khi hai con người gặp gỡ nhau yêu nhau là điều hạnh phúc của cuộc sống nhưng để tình yêu có trọn vẹn hay không lâu bền hay không thì đôi lúc họ phải vượt qua không ít trở ngại khó khăn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay các bạn cùng nghe chuyện ngắn én lượn chuông mây của nhà văn phạm hữu hoàng qua giọng đọc phát thanh viên minh trồi non hé nụ vạn vật phơi phới cũng là lúc đàn én từ phương xa trở về trao lượn diếu rít gọi bầy những cánh én màu xanh đen bóng bượt bay dợp ngọn núi bên kia sông kim sơn dưới chân núi là chuông mây một vùng vắng vẻ heo hút cỏ cây rậm rạp chỉ có một đường mòn gập ghềnh len qua rừng mây ngút ngàn men theo dòng sông lên thượng nguồn mây rừng um tùm gai góc sắc nhọn phủ màu xanh đậm trải từ sườn núi xuống. Thỉnh thoảng mới xuất hiện người đi lại. Họ là phu tìm trầm, thợ săn, tiểu phu, sống dựa vào núi rừng. Hoặc nông dân lúc nông nhàn vào núi tìm sản vật, măng, sim, trà là, tròi mòi, ốc đá, rau dớn, rau xanh. Trước kia mỗi khi qua chỗ mây, ai nấy đều nơm nớp lo sợ thảo khấu cướp bóc giết hại. Nhưng từ khi lía nắm quyền chủ trại, họ luôn được chở che bảo vệ. Bây giờ ở một làng nhỏ bên sông Kim Sơn, có nàng Trúc Nhã sắc nước hương trời, nhiều chàng trai đeo đuổi cậy nhờ mai mối, nhưng nàng lại chọn Vi Thượng. Chàng có chí tiến thủ, nghị lực kiên cường, đến tuổi trưởng thành đã là trang anh tuấn, văn võ song toàn. Thân phụ chàng trước kia làm quan, bị bọn gian định, vu oan hại chết thân mẫu buồn giàu lâm bệnh qua đời chiều xuân rộn rã sắc xuân mượt mà vi thượng cùng trúc nhã ra ngồi trên thảm cỏ mềm trên bờ sông chàng rút sáng ra thổi những cánh én từ trên cao nghe thanh âm chan chứa men tình rào rạt đắm say liền đảo mấy vòng rồi từ từ hạ xuống có con bụng phô màu trắng như đóa hoa tinh khiết nuột nà đung đưa trước gió có con phô màu cam như bông lửa lập lòe đôi cánh chớp đều đều theo sai điệu trầm bồng du dương chúc nhã chiều mến nhìn đàn én dường như chúng đang sẻ chia niềm hạnh phúc ngất ngây dâng trào trong lòng nàng lúc này ở đàng trong chúa nguyễn phúc khoát ăn chơi hưởng lạc quốc cữu trương phúc loan chuyên quyền làm điều tàn ngược triều đình hủ bại, dối ghen. Bọn quan lại trong triều ngoài cõi, bất chấp thủ đoạn, vơ vét kiếm trác. Ở phủ Quy Nhơn, có tên Đinh Phiệt giàu nứt đố đổ vách. Đình Phiệt học hành lõm bõm, hắn vung tiền mua quan tước và khéo luồn lọt định hót quan chim nên hoạn lộ không ngừng thăng tiến. Chẳng bấy chốc, ngồi vào ghế tuần phủ Quy Nhơn. Với bản tính dâm dật, không ít thiếu nữ nhà lành đã bị hắn hãm hại. Hôm đó, Đinh Việt đi kinh lý huyện Bồng Sơn. Chi huyện sở tại không lạ gì quan tuần phủ. Hắn họp các liêu thuộc, bảo Tìm một mỹ nữ hầu hạ quan. Ngài vừa ý, ta mới ngồi yên cái ghế này được. Tên tránh tổng ở cùng làng với Trúc Nhã giới thiệu nàng. Chi huyện cả mừng. Người kíp bắt nàng ấy về ngay, xong việc ta sẽ trọng thưởng. Trúc Nhã bị giải về huyện đường, trông bộ dạng rũ rượi của nàng, chi huyện trò vào mặt, quát. Nàng kia, không được bi lụy, phải vui vẻ tiếp quan lớn, làm phật ý ngài thì tính mạng phụ mẫu của nàng cũng khó bảo toàn, chừng đó đừng trách ta nghe. Là người con hiếu thảo, lo sợ cho sự an nguy của song thân, Trúc Nhã đành cam chịu. Là kẻ ong bướm, không ít gái đẹp qua tay, nhưng chưa bao giờ Đinh Việt gặp một nhan sắc mỹ miều, khiến hắn vừa gặp đã say như điếu đổ. Đúng là một báu vật hiếm có. Hắn mừng vô kể. Kết thúc việc kinh lý, liền đưa nàng về phủ thành quy nhơn. Trúc Nhã cứ tưởng hầu rượu quan là xong, không ngờ lại bị Đinh Việt cưỡng ép theo. Thần liễu yếu đào tơ, trong hang hùm nọc rắn, nàng không có cách nào thoát được chuyện xảy ra đột ngột làm vi thượng điếng cả người chàng ngày ngóng đêm mong khổ công dò hỏi nhưng trúc nhã vẫn bặt vô âm tín không lâu sau viên thư lại về làng báo tin đinh việt đã lấy nàng làm thiếp vi thượng căm giận tột cùng chàng lặng lặng khăn gói lên thẳng chuông mây hôm đó lía cùng các đầu lĩnh đang bàn tính công việc sắp tới bỗng một nghĩa quân vào báo có người muốn gặp chủ trại. Người ấy xưng vi thượng. Lía đứng dậy. Để ta ra đón. Vi thượng chờ ngoài cổng. Lía hớn hở dào bước lại gần, thân mật nói. Không ngờ gặp đệ ở đây. Vi thượng nói. Đệ có chuyện uất ức, xin được nương nhờ. Lía thân mật. Sơn trại rộng cửa đón nhận đệ theo ta vào gặp các đầu lĩnh. Mọi người làm quen chóng vánh, chuyện trò vui vẻ. Cuộc họp kết thúc, các đầu lĩnh lục tục rời trại chỉ huy. Còn lại hai người, Lía hỏi nguyên nhân đến chuông mây. Vì thượng kể sự tình. Lía phừng phừng lửa giận, vỗ bàn đứng dậy, nghiến răng treo trẹo. Bọn cầu trệ, ta quyết giết hết chúng để báo thu cho đệ. Vì thượng cúi đầu. Đa tạ khuyên. Việc vi thượng gia nhập sơn trại là một bất ngờ thú vị với Lía. Cả hai trước đó có giao tình. Quê nội Lía ở huyện Phủ Ly. Cha mất. Mẹ dẫn Lía về quê ngoại ở thôn Phú Lạc, ấp Kiên Thành, huyện Tuy Viễn nuôi dạy. Tính Lía khí khái ngang tàng. Một lần thấy bọn nha lại ức hiếp dân làng. Lía nổi giận đánh chúng. Một tên bị chúng chỗ hiểm chết ngay tại chỗ quan tri huyện tuy viễn đem quân vây bắt lía cõng mẹ bỏ chạy quan quân truy đuổi ráo riết tới huyện bồng sơn lía phải theo đường nhỏ rẽ lên núi thoát được nhưng tứ cố vô thân cảnh vật xa lạ lại đói khát mẹ già kiệt sức trong bóng chiều nhập nhoạng lía đánh liều vào làng gõ cửa một nhà xa lạ đó là nhà của Vi thượng cửa mở thấy tình cảnh hai mẹ con lía vi thượng liền mời vào làm cơm thiết đãi. Xong đầu đấy, chàng ân cần hỏi han Trước thái độ hào hiệp chân thành của vi thượng, lía tình thiệt kể tất cả. Vi thượng sẵn cam kết cường quyền. Nghe xong, cảm phục nghĩa khí của lía, cho mày suy nghĩ rồi nói. Này thời loạn, đầu đầu cũng lắm oan trái bất công. Huỳnh đã giết người nha môn, bọn chúng sẽ đuổi cùng diệt tận huynh không thể trốn tránh mãi được trên ngọn núi kia hiện có một đám thảo khấu chiếm giữ chỉ bằng huynh lên đó nhập bọn tạm ẩn thân rồi sao hãy tính lía băn khoăn thế còn mẹ tôi bá mẫu tạm ở lại đây tôi sẽ thay huynh chăm sóc phải nói lía võ nghệ tuyệt vân lên chuông mây nơi cái lý luôn thuộc về kẻ mạnh Lý đánh bại các đầu lĩnh chiếm vị trí chủ trại. Lý rất thương mẹ, dỗi dành thường ké về thăm. Vi thượng đối đãi với mẹ Lý hết sức tử tế, Lý vô cùng cảm kích. Mẹ Lý lâm bệnh nặng qua đời. Vi thượng đưa linh cữu về quê ngoại của Lý mai táng chu đáo. Nghĩa nặng tình sâu đó biết bao giờ mới trả được. Tận thâm tâm, Lý coi Vi thượng vừa là chi kỷ vừa là ân nhân đình việt mấy lần đem quân đánh dẹp căn cứ nghĩa quân nhưng lần nào tiến vào hiểm địa trung mây đều bị lía dẫn phục binh bất ngờ xông ra đánh bại đình việt mất ăn mất ngủ cùng các liêu thuộc ngày đêm bàn cách tiễu trừ một tên tâm phúc thưa bẩm quan việc cần thiết lúc này là mở một cuộc thi võ tuyển chọn những nhân tài trong thiên hạ làm nanh vuốt ban cho bổng lộc hậu hĩnh để họ một dạ trung thành sẵn sàng liều chết báo đáp khi thực lực mạnh lên việc tiêu diệt đám phản loạn trung mây mới khả thi đinh phiệt gật gù người nói phải ta viết bản tấu bẩm báo với triều đình ngay lập tức thánh chỉ về tới phủ thành quy nhơn đinh phiệt tiến hành ngay công việc võ sĩ từ các lò được tin nườm nượp về dự thi họ tranh tài mục đích làm dạng danh buôn phái. Ngoài ra, không ít người ước vọng bằng võ nghiệp bước lên thang mây. Cuộc thi có hai vòng. Vòng một thì võ nghệ và vòng hai thì văn sách hỏi về thao lược binh gia. Tin cuộc thi võ đến chuông mây, vi thượng nghĩ ra được cách cứu trúc nhã. Lía chấp nhận ngay kế táo bạo của vi thượng. Để qua mắt quan binh, nghĩa quân cải trang lần vào dân chúng từ khắp nơi kéo về phủ thành quy nhơn để xem thi tài. Thời khắc khai mạc, mọi ánh mắt đều hướng lên khán tài. Đinh Việt tiền hô hậu ủng, chậm chệ bước vào ghế ngồi. Bên cạnh hắn là trúc nhã. Các lễ hội hoặc các sự kiện trọng đại, Đinh Việt thường đưa nàng tới dự. Vì thượng đứng trong đám đông, nhìn nét mặt trúc nhã ủ rột héo hon chàng quằn quặn xót xa trông bộ dạng phờn phơ của đinh việt lòng bừng bừng lửa hận ở một chỗ khác lía ngó chăm chú người phụ nữ ngồi bên đinh việt nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn làm ngây ngần cả người nhưng nàng ấy có phải là người vi thượng muốn cứu ra không nếu đích thị thì phải tính làm sao đây lía cứ tư tưởng nghĩ ngợi phân phân mãi tổ chức xong vòng thi thứ nhất quan binh phục dịch đã mỏi mệt việc bố phòng lơi lỏng thời khắc hành động đã đến đêm đó đầu giờ sửu lý và vi thượng dẫn nghĩa quân chia làm hai mũi đánh thốc vào dinh quan tuần phủ cuộc đột kích diễn ra chớp nhoáng quan binh trở tay không kịp lớp chết lớp bị thương số còn lại bỏ chạy tán loạn lý phân công vi thượng giữ vòng ngoài lía tiến vào trong. Ở hậu đường, Đinh Việt nghe la hét ồn ào, hấp tấp mở cửa phòng bước ra. Vừa lúc gặp lía, chẳng nói chẳng rằng, lía vung tao chém một nhát chí mạng. Giết xong Đinh Việt, liền bước vào phòng. Là nàng. Ánh nến bập bùng, mùi hương dịu dịu. Nàng run rẩy đứng tựa vào rèm cửa sổ. Xiêm y thướt tha, tóc rũ trên vai, thịt da ngời ngợi đôi mắt tròn đen buồn ươn ướt, trông quyến rũ lạ lùng. Tấm thân đường độ xuân thì mơn mờn khêu gợi trong đĩa, cảm giác thèm muốn không cưỡng lại được. Cảm giác ấy như ngọn lửa thiêu đốt cháy bỏng. Người đê mê, dạo rực. Được cùng nàng ân ái thì tuyệt biết chừng nào. Lía một thoáng trần trừ, nhưng rồi vẫn không thay đổi ý định. Liền gọi hai kẻ thân tín tới dặn nhỏ mấy câu chúng liền xông tới bắt Trúc Nhã, áp giải đi theo lối cửa sau. Vi Thượng thấy Lía bước ra, sốt ruột hỏi, Huỳnh tìm được Trúc Nhã không? Lía thản nhiên đáp, không. Rồi ra lệnh cho rút quân, Vi Thượng đứng như trời trồng, bao nhiêu khổ nhọc tính toán, cuối cùng đã thành công cốc. Gần một năm dài, sống trong vò võ nhớ thương, hy vọng trùng phùng với người mình yêu thương, vừa được nhen nhóm, bỗng tắt ngấm phụ phàng chàng chỉ còn biết ngậm ngùi trở về chuông mây tới sơn trại lý ra lệnh bắt giam vi thượng nhà ngục ở một chỗ riêng biệt được bố trí canh gác cẩn thận không ai được tiếp xúc vi thượng không hiểu tại sao lý đối xử với mình tàn tệ như thế chắc có uẩn khúc gì đây chàng muốn gặp lý để hỏi rõ lý do nhưng không có cơ hội lý sắp xếp cho trúc nhã một phòng riêng trong trại chỉ huy có người hầu kẻ hạ Bây giờ trúc nhã mới biết kẻ đưa nàng về đây là thủ lĩnh chuông mây qua vài lần tiếp xúc nàng biết lý có tình ý với mình điều đó làm cho nàng luôn cảm thấy bất an nàng tự nhủ nếu ông ta làm càn ra tay cưỡng đoạt thà liều mình còn hơn chịu nhục trước hành động quyết liệt của trúc nhã lý ngẫm nghĩ giả néo đứt dây không khéo mất cả trì lẫn chai nàng thân cá chậu chim lồng chạy đâu cho thoát ta từ từ tìm cách hôm đó trúc nhã ngồi tựa cửa u hoài nhìn xa xăm bất chợt có tiếng sáo vẳng tới nghe rõ mồn một nàng thổn thức tiếng sáo của chàng tiếng sáo làm trong lòng trúc nhã dậy muôn ngàn cảm xúc chàng đang ở rất gần có biết nàng cũng đang ở sơn trại chung mây không? Có hiểu tình cảnh hiện tại của nàng không? Tiếng sáo nghe rất não nề. Giai điệu vời vợi chan chứa nỗi niềm ai oán, tiếc thương. Chắc có chuyện không hay đã xảy ra với chàng. Đó là chuyện gì? Nàng thấp thỏm, bồn chồn. Đêm khuya, nàng gión rén ra khỏi phòng lần dò đi về hướng tiếng sáo, vành trăng hạ tuần chênh trích tỏa một vòng sáng lờ giờ bao trùm cảnh vật. bốn bề vắng lạnh, thâm u, một nhà ngục hiện ra, hai tên gác ngục gà gật lơ mơ, nàng đến hơi nhẹ lách vào bên trong, ngọn đuốc treo trên vách bập bùng, một người ngồi trong phòng giam, nàng tiến lại gần, người ấy nghe tiếng động ngước mặt lên. Vi thượng. Nàng gấp gáp chạy tới, áp mặt vào song cỗ. Vi thượng tóc tai bù xù, áo quần dầu nát. Chàng sững sờ. Nàng nữ. Chân chàng bị xích vào cột nên không thể tới gần Trúc Nhã. Vi thượng chua xót nghẹn ngào hỏi. Sao nàng đến được đây? Mắt ngấn lệ chúc Nhã vắn tắt nói cho Vi Thượng nghe mọi việc. Thì ra, đây là lý do chàng bị lía hãm hại. Vi Thượng âm trầm kể cho Trúc Nhã nghe những gì xảy ra từ lúc gặp đĩa đến khi cùng vào phủ thành quy nhơn cứu nàng. Trúc Nhã kinh ngạc. Nàng càng thêm khinh ghét lía. Không ngờ vị thủ lĩnh chuông mây lại là kẻ như vậy. Có tiếng chân đi về phía nhà ngục. Vi Thượng dục bọn chúng tới nàng mau đi kẻ nguy hiểm đấy trúc nhã bịn dịn dùng rằng không rời lý bước vào một đám tay chân theo sau thấy trúc nhã giọng lý lạnh băng nghe người hầu báo ta đã đoán nàng đến đây quả không sai lý bảo thuộc hạ đưa nàng ấy về trúc nhã sẵn sàng để tôi tự đi bóng nàng mất hút sau cánh cổng. phi thượng nhìn lía, khinh khỉnh nhếch mép, hừ một tiếng, rồi quay lưng, lê bước về chỗ ổ rơm. Lía tức tối trông theo, mắt chợt lóe lên một tia âm hiểm. Hay là giết phát nó đi. Trúc nhã không còn gì để tơ tưởng, mình dễ dàng đạt mục đích. Nhưng bất chợt lại nhớ tới ơn chi ngộ, những ngày tháng mẫu thân được cưu mang ân tình xưa cũ hiện về làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay được nỗi điểm ấy dằn vặt không thôi trên đường về trại chỉ huy triều đình bổ nhiệm quan tuần phủ quy nhơn mới ý. vừa yên vị quan đã bẩm báo với trấn thủ dinh quảng nam xin triều đình phái binh hùng tướng mạnh vào trung mây quyết san bằng căn cứ nghĩa quân quân triều vây hãm bốn bề giao chiến diễn ra rằng co ác liệt kéo dài cả tháng trời binh triều chịu nhiều hao tổn vẫn không chiếm được thế thượng phong căn cứ nghĩa quân vẫn đứng vững quan tuần phủ là kẻ mưu mẹo làm việc gì cũng kỹ càng thận trọng dùng vũ lực không đạt mục đích quan bèn nghĩ kế khác biết người tiền nhiệm đinh việt có người thiếp tên là trúc nhã sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã bị lía bắt về chuông mây hiện được yêu chiều. Quan sai người quản gia cũ của Đinh Việt trà trộn vào căn cứ nghĩa quân, tiếp cận với Trúc Nhã. Khi còn ở Phủ Thành Quy Nhơn, người quản gia này rất gần gũi với nàng. Được tin người quản gia từ chuông mây báo về, môi quan nhếch một nụ cười. Mỗi lần Trúc Nhã đến nhà ngục gặp vi thượng đều bị quân canh chặn lại. Sau lần ấy, việc canh giữ đã nghiêm ngặt hơn nàng đứng ngồi không yên. Phải mau chóng cứu chàng, chậm trễ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tài họa lơ lửng trên đầu, nhưng cách nào đây? Càng nghĩ, càng thêm đau lòng. Một lần, nàng đang ngồi ủ rũ, tâm trạng rối bời, chợt có tiếng gõ cửa. Nàng hỏi. Ai đó? Một giọng nói quen thuộc. Tôi đây. Nàng bước ra mở chốt, người quản gia bước vào. Ở chung mây, ông ta thường lui tới gặp nàng và tạo được sự tin cậy. Người quản gia nói khẽ, "Có việc này cần phu nhân giúp đỡ." "Việc gì?" Ông ta bước lại gần trúc nhã thì thầm một lúc. "Trúc nhã thất kinh. Sao tôi có thể làm được?" Người quản gia nhỏ nhẹ chỉ cần phu nhân ưng thuận, việc còn lại tôi sẽ sắp xếp." Trúc Nhã đắn đo một lúc rồi quả quyết, "Được, tôi sẽ thực hiện." Nét mặt người quản gia giãn ra. "Việc mà thành, triều đình sẽ ghi công lớn của phu nhân." Trúc Nhã cười nhạt, nàng không chú ý lời vừa rồi của người quản gia mà chăm chăm nhìn về phía nhà ngục quân triều đình đột ngột rút lui. Chiều hôm đó, Lía bày tiệc rượu khao quân. Trúc Nhã ngồi cùng bàn với các đầu lĩnh. Nàng vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng e thẹn liếc về Lía, mặt ửng đỏ. Lía khấp khởi mừng thầm. Lần đầu tiên, Trúc Nhã thể hiện thiện cảm với mình. Phải chăng, nàng đã chuyển ý. Mình sắp toại nguyện chăng? Được nàng tự nguyện dâng hiến tấm thân ngà ngọc, thì còn gì vui sướng bằng. Hôm nay đúng là xong hỷ. Tiệc rượu diễn ra sôi nổi. Trúc Nhã nâng ly mời các đầu lĩnh. Lía hào khứng cao giọng. Rượu nàng mời, các ông phải nể mặt ta uống cạn đấy nhá. Ai nấy đều hưởng ứng. Trúc Nhã cười cười rót thêm một lượt nữa. Cứ thế, rượu uống mềm môi. Đến tối, tiệc tan. Người dự tiệc ra về, hầu hết đều say mềm. Tới phòng, Lía nằm lên phản, mọi thứ chung quanh trao đảo, mắt nặng như đeo trì. Chẳng mấy chốc, khép lại, mê man. Theo mưu kế đã định, lúc chạng vạn, quân triều đình lặng lặng quay lại, bí mật áp sát căn cứ nghĩa quân. Nhận được tín hiệu, bất ngờ xông vào. Nghĩa quân lơ là phòng bị, nên nhanh chóng vỡ trận. Tiếng hò hét ầm ĩ làm Lía tỉnh dậy. Nhận ra mình bị trói vào phản lía tức tối quát lên. Ai chói ta? Trúc Nhã vừa lúc từ trong phòng bước ra, giọng lạnh băng. Là tôi. Thấy nàng, lía tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp. Là... là nàng ư? Chẳng phải nàng đã quy thuận ta rồi sao? Trúc Nhã thản nhiên. Chỉ có làm vậy tôi mới cứu được chàng. Đây là hậu quả mà kẻ vong ân bội nghĩa như ông đáng phải chịu. Nàng lạnh lùng đi thẳng về phía nhà ngục. Mặt lía sầm lại. Nhớ dáng vẻ trúc nhã trong tiệc rượu. Hận tức sôi trào. Thì ra, mình bị bắt lừa. Lía dãy ruộng cố thoát khỏi dây chói nhưng đành bất lực. Cuối cùng ráng hết sức vùng dậy mang cả tấm phản chạy vào bóng đêm mịt mùng quan binh lục soát khắp nơi vẫn không bắt được đĩa trong khói lửa bừng bừng người quản gia chạy đôn đáo tìm trúc nhã nhưng tuyệt không thấy bóng dáng của nàng quân triều đình rút đi chuông mây trở nên hoang tàn điều hiu tiết trời xuân nhưng không thấy một cánh én nào mọi người buồn bã bảo nhau chúng đã hoảng sợ rời bỏ chuông mây mấy hôm sau trên một mỏm đá nhô ra lưng chừng đuối chúc nhã ngồi bên vi thượng nàng âu yếm nép đầu vào vai chàng vi thượng xúc động bồi hồi sau những gì đã trải qua khoảnh khắc này với chàng quý giá biết chừng nào vi thượng rút sáo ra thổi thanh âm réo rắt vút lên giữa tầng không những giai điệu miên man tha thiết dạt dào gió mang tiếng sáo chạm vào màu vàng cam rực rỡ của sáng chiều. Trên bầu trời xa xa, bỗng xuất hiện mấy chấm đen bay về chuông mây. Những chấm đen mỗi lúc một nhiều, rõ dần. Đàn em trở về, chúng dính dít trao liệng làm sao động cả chuông mây. Cách mỏm đá không xa, Lía nắm chặt chuôi gươm chằm chằm nhìn phi thượng và trúc nhã. Lía cứ đứng làm như thế hồi lâu chợt cất một tiếng thở dài rồi lặng lẽ quay gót bóng khuất dần trong rừng mây quý vị và các bạn vừa nghe chuyện én lượn chuông mây của nhà văn phạm hữu hoàng câu chuyện về mối tình nhiều sóng gió của đôi trai gái vi thượng và trúc nhã bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên hoàng hiệp về chuyện ngắn này các bạn thân mến chuyện ngắn mang phong cách giã sử khi đưa chúng ta trở lại không gian xưa dưới thời phong kiến loạn lạc người dân nhất là người phụ nữ chịu nhiều cực khổ họ không làm chủ được số phận của mình Nhân vật cô gái Trúc Nhã chính là một nạn nhân của xã hội xưa, là người con gái xinh đẹp đang tuổi đôi mươi. Trúc Nhã bị ép làm thiếp tên Đinh Phiệt, tuần phủ quy nhơn. Để cứu người yêu, Vi Thượng đã đến cậy nhờ huynh đệ kết nghĩa là Lía, cứu giúp. Nhưng ai ngờ, Lía vì tham luyến sắc đẹp của Trúc Nhã mà hãm hại Vi Thượng. Cuối cùng trải qua bao biến cố thăng trầm, Vi Thượng và Trúc Nhã đã đoàn tụ bên nhau trong niềm hạnh phúc với đề tài tình yêu đôi lứa chuyện ngắn đã mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc người nghe chúng ta vui sướng trước hạnh phúc của lứa đôi vi thượng và trúc nhã phẫn uất trước hành động cướp đoạt dân nữ của bọn quan tham ô lại kinh ngạc giận dữ vì sự phản bội của lía chuyện ngắn có những biến cố những nút thắt bất ngờ cuốn hút người đọc người nghe qua tình duyên của hai nhân vật chính tác giả thể hiện được phần nào sắc thái chữ tình vì tình mà vi thượng và trúc nhã đã vượt qua trông gai để đến với nhau vì tình mà lía phản bội lại ân nhân của mình vì tình mà định phiệt mất mạng chuyện ngắn rất giàu chất liệu để trở thành một kịch bản phim về đề tài giã sử khi có tình yêu có ân nghĩa huỳnh đệ có đấu tranh giai cấp có sự phản bội có sự hối lỗi hấp dẫn người xem tiếng thở dài của lía trước khi quay người bỏ đi là cái kết đẹp của câu chuyện cánh én mùa xuân mừng vui hạnh phúc lứa đôi của Trúc Nhã và Vi Thượng cũng xua đi những xấu xa đê hèn trong tâm hồn lía.